Đỗ Nương Nương báo quán. Tập 7, chương 13. Nặng túi quán hơn. Võ Nhàn bước ra cửa, thấy binh lính tụ trước sân khá đông thì nói lớn: "Anh em, đi khắp các trại truyền cho tướng sĩ hay, chúng tôi sắp trở về Ba Dòng lo báo thù cho chủ soái. Có đại công mà bị người ta ám hại, ai muốn báo thù thì đi theo chúng tôi, ai không muốn thì ở lại, đặng rồi cũng sẽ chết nữa." Ở ngoài hô lớn: "Chúng tôi theo hết." Chư tướng lấy một cái võng ôm thi hài của thanh nhân để lên võng, rồi dạy hai tên quân võng đem ra bến mà chở xuống thuyền. Đã quá canh một rồi nên nhà ở dọc đường đều đóng cửa ngủ hết. Binh lính chạy về trại lấy khí giới và áo quần rồi đi theo sau. Nghĩa binh Đông Sơn ngày trước phần nhiều thì đi đánh Bình Thuận với Lê Văn Quân, còn lại thì ít. Tớp thì chia cho biên trấn, tớp thì thủ các đồn từ Nhà Bè ra Cần Giờ. Bởi vậy ở tại thành Phan Yên chỉ có mấy chục, mấy ngàn binh trong thành hiện thời là binh mới đến lúc sau này, chứ không phải nghĩa binh Đông Sơn. Tuy vậy mà khi Võ Nhàn, Cao Liêm, Đinh Trụ, Bạch Khuê, Háo Nghĩa và Thiên Hà đưa thi hài của thanh nhân ra tới bến, đặt trong một chiếc thuyền đặng đi cho mau, thì thấy chiến sĩ cầm binh khí chạy theo từng tớp. Chẳng phải mấy chục nghĩa binh Đông Sơn mà thôi, mà còn có thêm gần 300 binh mới. Vì mến nghĩa giọng của đệ nhất anh hùng Gia Định nên theo đặng làm cho thiên hạ thấy tuấn kiệt giàu mất, hoài tính vẫn còn, còn đến mấy đời cũng không phai lợt. Chư tướng thấy nhân tình như vậy thì cảm động nên dọn thêm 4 chiếc thuyền nhỏ nữa mà chở hết đi. Mặt trăng đã lên cao, ai nấy dây lại ngó vào thành Phan Yên, cảnh vật lặng lẽ, im lìm như cảnh vô nhân, như vật kiệt lực. Đáng buồn thay. Đêm nay, ở Thuộc Nhiêu, Đỗ Nương Nương bức rứt trong lòng nên nằm thổn thức hoài, nhắm mắt mà không ngủ được. Nàng nhớ cha, hay cha đi sắp đặt cuộc bảo hộ Cao Miên, hay cha đã tôn Hoàng Tử Ánh lên ngôi quốc vương, hay cha được phong tước trọng quyền cao, hay chứ gì anh hùng Đông Sơn đều được đẹp mày nở mặt. Nàng biết Trần Minh Giám quốc sớm không được thấy ngài vinh quang hiển đạt của đồng chí Đông Sơn là nhóm người quyết nuôi lòng nghĩa hiệp đặng nêu cao hào khí của đất nước Gia Định. Đêm càng khuya, trăng càng tỏ, gà trong chuồng đua nhau gáy, dế ngoài cửa lén ngâm. Đỗ Nương Nương mơ màng, hồn vẫn dơ, trí mê mệt. Bỗng chim bao thấy ông Minh Giám về xô cửa buồn bước vào kêu mà nói rõ ràng: "Thanh Xuân, Xuân thức dậy con, cha con bị gian đảng đố hiền tật năng nên ám sát chết rồi. Con phải dậy sửa soạn nghiêm tiếp thi hài của cha con, rồi hiệp cùng đồng chí Ba Dòng mà báo thù báo quán." Đỗ Nương Nương dùng ngồi dậy, không thấy ông Minh Giám, nhưng tiếng nói của ông vẫn còn văng vẳng bên tai. Nàng đổ mồ hôi ướt áo, bước lại khêu ngọn đèn cho tỏ, rồi ngó đèn mà suy nghĩ. Tại sao ông Minh Giám hiện hình về báo tin hung ác như vậy? Có thiệt hay là mộng mị đây? Ta mơ màng thấy ông rõ ràng, và nghe ông nói rành rẽ dạy ta sửa soạn rước thi hài cha ta, rồi hăng hái lo báo quán. Nên tin hay là không nên tin? Nàng ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi bưng đèn bước ra nhà khách, kêu Gia Dịch thức dậy và sai một người lại nhà ông chủ Sớm Tấn ở gần nhà mời ông lại có việc gấp. Chẳng bao lâu, chủ Sớm Tấn lại tới. Ông thấy Nương Nương ngồi mà có sắc lo. Ông hỏi có việc chi thì Nương Nương mời ông ngồi, rồi đem chuyện chim bao mà thuật rõ lại cho ông nghe. Ông Tấn đã sẵn kính phục trí sáng suốt của Minh Giám. Lại ông trọng tuổi, ông cho chim bao là linh tánh, mách bảo cho mình biết việc giữ lành sắp tới. Bởi vậy, nghe Nương Nương thuật chuyện thì ông nóng nảy lo sợ. Ông xin Nương Nương sai một tên gia đinh nhậm lẹ đi tắt qua dòng Trấn Định, lấy một chiếc xuồng nhỏ bơi riết lên thành Phan Yên mà thăm, rồi giàu có giàu không cũng phải trở về liền mà báo tin. Đỗ Nương Nương quyết định nàng phải đi, chứ không thể ngồi nhà mà chờ tin được. Ông Tấn nói nếu Nương Nương đi thì ông đi theo. Ông Tấn liền về nhà sửa soạn. Đỗ Nương Nương thay đổi xiêm y gọn gàng rồi ông Tấn trở lại. Nàng đai kiếm mang cung, dắt hai tên gia đình mạnh mẽ mà đi với ông Tấn qua Trấn Định lấy xuồng mà lên Phan Trấn. Hai gia đình nỗ lực bơi riết nên tảng sáng thì xuồng đã gần tới Ba Cụm. Ông Tấn thấy phía trên xa đi xuống có 5 chiếc thuyền nối đuôi đi một dọc, mà chiếc nào cũng chở người ta nhiều. Ông chỉ cho Nương Nương xem,
Hai người đều phát nghi nên châu mày buồn bực, thúc hai gia đình bơi riết. Chừng gặp đoàn thuyền ấy, Đỗ Nương Nương thấy có Võ Nhàn đứng trong chiếc đi đầu liền kêu mà hỏi. Có phải thuyền đưa thi hài cha tôi về hay không? Nói dùng cho mau. Bên thuyền kia có nhiều người la phải một lượt. Đỗ Nương Nương nóng nảy, xuồng chưa kịp cập sát với thuyền mà nàng đã đứng dậy nhảy giọt qua. Thấy cha nằm im lìm nhưng cặp mắt mở lớn thì ôm cha mà khóc. Chư tướng ngồi bao chung quanh có thêm ông chủ sớm tấn, ai cũng rơi lụy. Bây giờ thanh nhân mới chịu nhắm mắt lại. Trong thuyền ai thấy như vậy cũng lấy làm kỳ. Háo Nghĩa hỏi chủ sớm tấn, vậy chứ ai báo tin cho Đỗ Nương Nương hay mà bưng bả ngồi xuồng đi đón. Ông tấn nói, hồi hôm ông Minh dám hiện hình về kêu mà nói cho Nương Nương hay, nên nàng nóng nảy bức rứt mới kêu ông đi. Ai nấy nghe tới chuyện linh hiển này càng lấy làm kỳ hơn nữa. Cao Liêm mới nói, Đỗ Tướng Công với Trần Tham Mưu là bậc anh dũng, là khí phách của đất nước. Hai ngài tuy mất mà vong linh vẫn còn hiển hách. Vậy chúng ta giái gian, mất cũng như còn, hai người ủng hộ dìu dắt anh em chúng ta báo oán rửa hờn, cho thiên hạ biết danh Đông Sơn Nghĩa Hiệp. Đỗ Nương Nương nghe Cao Liêm nói như vậy thì ngước mặt ngó rồi nói, tôi rất cảm ơn chư vị nghĩa sĩ có lòng yêu mến cha tôi, nên cha tôi mất, theo đưa cha tôi trở về cố hương mà còn quyết chí rửa hờn trả oán. Xin chư vị cho tôi biết, ai làm sao cho cha tôi chết mà tính việc trả oán? Sao không giết liền họ lại bỏ về? Ông Minh dám nói, gian đảng đố hiền tật năng nên ám sát cha tôi, phải vậy hay không? Gian đảng là ai? Xin cho tôi biết, tôi sẽ làm rụng đầu chúng nó hết thảy tôi mới vừa lòng. Võ Nhàn với Cao Liêm mới thuật rõ trường hợp Đỗ Tướng Công bị ám sát cho Đỗ Nương Nương nghe, kể có đầu có đuôi, không bỏ sót một mảy nào. Cao Liêm nói, bắt được một đứa sát nhân nó khai hà khâm với Trương Hậu suối nó, vậy mà xét thì hai người ấy đã trốn mất. Anh em nghi trốn trong hoàng cung, đòi phá cửa vào kiếm hãm đốt thành cho ra trò. Vua mới giải hòa, hứa sáng ngày sẽ bắt mà tra vấn. Như hai người đó thiệt có tội thì vua sẽ chiếu luật mà gia hình. Anh em trở về dinh tức giận không bắt được Hà Khâm với Trương Hậu mà giết liền cho đã nư. Lại thấy vua không cho vào hoàng cung mà kiếm, thì nghi cho vua đồng mưu nên im ẩn kẻ gian. Anh em bối rối không biết tính lẽ nào. Nếu nổi loạn đốt thành thì lỗi với nước non, nên đưa thi hài của tướng không về Ba Dòng an táng rồi sẽ lo mưu báo oán. Đỗ Nương Nương nghe rõ hết rồi thì trợn mắt mà nói, tôi oán hết thảy, bất luận là ai, để chung cất cha tôi rồi họ sẽ biết mặt tôi. Xin chư vị anh hùng vui lòng giúp tôi, đặng cho thiên hạ biết dầu cha tôi Dâu Minh Giám đã mất nhưng hào khí Đông Sơn vẫn còn. Cả thảy đều nói, tướng công mất rồi, anh em chúng tôi sẽ cậy Nương Nương nắm quyền tướng soái cho anh em chúng tôi giữ vững tinh thần đặng chiến đấu cho mà coi. Đến trưa, đoàn thuyền về tới Trấn Định. Tướng sĩ để thuyền tại đồn, dõng thi hài do đường bộ đặng về thuộc nhiêu cho mau. Dõng đi đầu, tướng sĩ sắp hàng đi theo sau. Từ hồi sáng, cả Ba Dòng hay Nương Nương chiêm bao thấy đại họa nên lấy xuồng mà đi lên Phan Yên. Già trẻ đều lao nhau ngóng nghe tin tức. Chỉ nghe thuyền chở thi hài của tướng công về ghé Trấn Định thì các chủ sớm thân hào ở dòng này và dòng Cánh Én tự lại tiếp rước mà đưa lên Thục Nhiêu. Trên dòng Thục Nhiêu, nhân dân còn bâng khuâng hơn nữa. Đoàn nữ binh của Nương Nương ăn cơm sớm mơi rồi tề tựu tại võ trường luyện tập mà chờ tin. Chừng thấy dạng tướng sĩ xa xa thì nghe thiệt có họa rồi. Nữ binh mới sắp hàng ngũ đi ra xa mà nghinh tiếp, người trong dòng cũng đi theo. Mấy ông chủ sớm dọn sẵn bộ dáng giữa nhà. Rồi chừng thi hài về tới thì rước để tướng công nằm đó cho mọi người có thể chiêm bái. Người trong dòng phân cho nhau, tớp lo hòm rương tẩn liệm, tớp nấu cơm nước tướng sĩ ăn. Võ Nhàn giao cho Phan Đình Trự với Lưu Bạch Khuê phân 300 binh mới đem về mà đóng giữ mấy đồn hiểm yếu trong Ba Dòng. Còn để 50 binh cũ với đoàn nữ binh ở tại nhà làm binh lưu động, hễ chỗ nào hữu sự thì Cao Liêm hoặc Võ Nhàn sẽ điều khiển đến tiếp diện. Tẩn liệm xong rồi, linh cữu để giữa nhà đủ 3 ngày mà cúng tế rồi mới an táng tại đầu dòng, táng song song với mộ của ông Trần Minh Giám. Chiều lại, Nguyễn Lượng mới về tới, có dắt theo 100 binh. Nguyễn Lượng ra ôm mộ khóc rất lâu, rồi trở vô nhà trách anh em sao không phá cho tan quan mà bỏ gác, lại rút êm trở về Ba Dòng dường như sợ nên trốn. Háo Nghĩa mới cắt nghĩa cho Lượng nghe, mục đích của Đông Sơn là cứu dân giúp nước. Vì mục đích đó
nên Trần Tham Mưu với Đỗ Tướng Công mới ra phò vua. Có lẽ tại mạng trời xui khiến, nên năm trước Trần Tham Mưu tị Trần, rồi bây giờ Đỗ Tướng Công thất lộc nữa. Giận thì giận, thù thì thù, nhưng chẳng nên bỏ mục đích mà giấy loạn, làm cho chết dân sụp nước, trái hẳn với ý định của sư phụ cho được. Tại như vậy, nên anh em đi sái đường thì trở lại đặng tìm ngã khác mà đi, chứ không phải sợ ai hay là dị ai. Nguyễn Lượng thở dài mà nói, tôi mắc ở ngoài Cần Giờ, nên việc xảy ra đến 2 ngày rồi tôi mới hay. Tôi nghe anh em chở thi hài của tướng Không về Ba Dòng, tôi mới gom nghĩa binh Đông Sơn chở về đây, đang bàn tính với anh em coi bây giờ chúng ta phải làm cái gì. Nương Nương Võ Nhàn với Cao Liêm đồng nói một lượt, báo quán trước đã. Nguyễn Lượng nói, tôi quán những người đố hiền tật năng, chủ mưu ám hại cha tôi phải phân thay những người đó cho được, tôi mới hết giận. Võ Nhàn nói, theo tôi thì tôi quán tất cả mọi người, hoặc công khai xuất trận, hoặc núp lén xúi dục, làm cho Trần Tham Mưu chết trước, Đỗ Tướng Công chết sau, đặng nhóm Đông Sơn không còn thủ lãnh phải dỡ tan, khối anh võng mất hết tinh thần phải rời rã, tôi quyết chống với tất cả mọi người đó, tôi không dung ai hết. Cao Liêm nói, tôi hiệp ý với anh Võ Nhàn, tôi cũng quán tất cả mọi người, tôi muốn anh em ta kế chí tiền nhân, biệt lập ở đất Ba Dòng, tổ chức nghĩa binh Đông Sơn lại, ta làm chủ lấy ta, không phục tùng ai hết, thế còn yếu, thì ta hùng cứ nội đất Ba Dòng, chừng thế mạnh, lần lần, ta sẽ bành trướng ra cho lớn. Nguyễn Lượng gật đầu mà nói, chí hướng đó là chí hướng đầu tiên của bậc sư phụ ta, tại thời cuộc biến chuyển làm cho chí hướng đổi thay nên mới gây tai họa, bây giờ ta trở lại đường cũ mà đi là phải hơn hết. Ngặt hồi trước, nhờ sư phụ ta tài cao trí sáng mới tạo được lực lượng hùng hậu, mới dựng nên một công nghiệp dễ dàng, bây giờ anh em chúng ta thiếu tài thiếu trí, lại binh không còn tới 500, tướng chỉ có 5-7 người, sợ không giữ nổi Ba Dòng, mong gì làm được việc lớn, tôi thấy khó kế chí cho tiền nhân nổi. Cao Liêm nói, hễ có thiện chí phải thành công, nếu làm mà cứ sợ không thành, sắp xuất trận mà chắc bại trước thì làm sao mà thắng được. Võ Nhàn nói, anh hùng thấy việc nên làm thì phải làm, không nên nghĩ tới sự thành hay bại. Đỗ Nương Nương mới nói, nếu mấy anh sợ thất bại, mấy anh không chịu làm, thì một mình tôi cũng làm. Sự báo oán cho cha tôi, không thể nào tôi bỏ qua được. Mấy võ tướng đồng nói, việc báo oán thì đã đành, ai cũng cương quyết phải làm trước. Anh em bàn tính là tính về việc tương lai kìa. Lưu Bạch Khuê nói, về sự báo oán cho tướng công tôi muốn xin anh em để tôi làm thích khách, tôi lập thế giết hết. Võ Nhàn cản, bọn tiểu nhân nó núp lén mà hại người, mình là anh hùng, lẽ nào mình bắt chước bọn họ, mình báo oán giữa thanh thiên bạch nhật, chúng nó mới ghê sợ, thiên hạ mới phục tùng chứ. Hào Nghĩa nói, tôi văn nhân quen cầm bút chứ không biết cầm dao, thời buổi này mạnh thì sống, yếu thì chết, tôi thuộc về phe yếu, tôi dựa theo mấy anh để mượn hơi mà sống, bởi vậy mấy anh làm sao tự ý, tôi không dám cản. Tôi chỉ xin mấy anh nhớ điều này. Dù làm việc gì cũng vậy, làm bây giờ hay là làm ngày khác, mấy anh đừng quên chí hướng của Đông Sơn là cứu dân giúp nước, dân là dân của ta, nước là nước của ta, đừng làm việc chi có thể hại dân hoặc hư nước. Chư tướng nhìn nhau có sắc bối rối, Cao Liêm nói, bọn hại tướng công là bọn gian, để cho chúng nó sống thì chúng nó hại dân, vậy trừ chúng nó mà cứu dân, hợp với chí hướng của Đông Sơn chứ có trái đâu mà dụ dự. Nhờ mấy câu giải thích ấy, chư tướng mới nhận thấy điều cần gấp là phải lo báo oán cho tướng công, rồi nhân dịp báo oán đó, sẽ tùy tình thế, tùy thời cuộc mà xây dựng tương lai theo chí hướng của Đông Sơn cho khỏi hổ với sư phụ, với tiền bối. Tổ chức cuộc báo oán. Mấy anh em nghĩ phải cử một người thủ lãnh để bàn hoạch kế sách, chỉ huy lực lượng và cung cấp nhu cầu. Một vài người đề cử Võ Nhàn, hoặc Nguyễn Lượng, hoặc Háo Nghĩa phải lãnh trọng trách đó. Cả ba người đều cố từ. Diện lẽ rằng, tuy ba người đều cương quyết phải báo án, song mỗi người quan niệm một cách hành động riêng, không hợp với chí ý của toàn thể anh em, nên sợ không được nhất trí nhất tâm rồi giải đãi mà hư diệt chung. Bàn cãi một hồi, rồi cả thảy đồng ý cậy Đỗ Nương Nương nắm quyền, thủ lãnh, đặng cắt phân phận sự cho mỗi người và chỉ huy quân đội lúc chiến đấu. Nương Nương không chịu, quyết xin lãnh quyền nữ tướng đặng điều khiển đoàn nữ binh chiến đấu vậy thôi. Chư tướng nói,
Cầm quyền thủ lãnh cũng xuất trận như ai vậy, lại chỉ huy toàn thể quân đội thì càng dễ mà biểu lộ tài năng đặng chiến thắng. Các tướng sĩ này ép quá nên Đỗ Nương Nương phải chịu làm thủ lãnh Đông Sơn. Bữa sau, Nương Nương sai mời các chủ sớm trong ba dòng tề tựu lại tất cả tướng sĩ các đồn về giết trâu bò cúng tế, thanh nhân và minh giám, rồi đứng ra nói. Vì cuộc biến chuyển nên kể từ đây, đất ba dòng này là đất riêng của chúng ta. Vậy các chú bác, các anh em phải góp sức với nhau mà gìn giữ, đừng cho ai được xâm phạm mà cũng đừng thèm tùng phục ai. Chúng ta vui sống vui chết với nhau, đoàn kết thành một khối cứng cỏi, mạnh mẽ mà chống chọi cho đắc lực. Chúng ta cần phải tổ chức cuộc phòng thủ chung cho ba dòng, lại cũng phải tổ chức nuôi sống chung cho quân đội. Hôm nay, các tướng sĩ cậy tôi phải nắm quyền thủ lãnh đặng điều khiển mọi việc, vì tình thế ép buộc tôi phải lãnh trọng trách. Tôi làm trâu bò mà cúng cha tôi với ông Minh Giám, giái giang dông linh phò hộ đất ba dòng, và riêng giúp tôi được sáng suốt mà lo báo quán cho tiên nhân và lo giữ an cho dân chúng. Tôi cũng xin các bác, các chú và các anh tận lực giúp sức cho tôi làm tròn nhiệm vụ, làm rạng danh tướng sĩ Đông Sơn, làm cho vừa ý người dưới chính suối. Bây giờ, tôi xin cậy. Anh Võ Nhàn phải đi quan sát hệ thống phòng thủ các đồn lũy lại, coi có chỗ nào hư sụp, phải sửa chữa lại liền, và phải tùy số binh có sẵn mà phân phát thủ mấy yếu điểm. Anh Nguyễn Lượng chỉ huy một toán quân cung tiễn lưu động trong các sông Bến Lức, Dũng Gù, ngăn ngừa binh Phan Trấn xâm lăng địa phận ta, gặp binh tướng thì đánh bắt, gặp lương thực thì đoạt lấy. Anh Cao Liêm cũng lãnh một toán quân lưu động tuần phòng khúc Tiền Giang ngang địa phận ta mà đoạt lương bắt lính. Anh Đình Trụ quản xuất các đồn Cánh Én, anh Bạch Khuê quản xuất các đồn dòng Trấn Định. Mấy đồn theo dòng thuộc nhiêu thì xin anh Võ Nhàn kiểm soát đặng ảnh với Háo Nghĩa gần tôi cho tôi hỏi ý kiến, vì tôi cần dùng một cố vấn về quân sự và cố vấn về chính trị. Còn anh Quỳnh Thiên Hà thì tôi cậy anh giả dạng người buôn bán lên Phan Trấn mà giả thám dò tình hình, đang báo tin cho chúng tôi biết hành động của họ mà đề phòng hoặc tấn công. Xin mấy anh ráng lo gấp mấy việc ấy, đặng chờ có hệ thống phòng thủ vững vàng, có lương thực đầy đủ và có quân lính hùng hậu, chúng ta sẽ đánh thành Phan Yên mà bắt kẻ thù để rửa hận. Về phần mấy ông chủ sớm, tôi xin mấy ông khuyên bà con làm ruộng thêm đặng có lúa cho nhiều, bắt cá thêm đặng làm mắm xẻ khô để cung cấp lương thực cho quân đội dùng. Cử tọa từ trẻ đến già, giàu văn hay võ, ngồi nghe Đỗ Nương Nương sắp đặt thảy đều kính phục, ai cũng khen phận gái lại trẻ tuổi mà có tài năng, thao lược không ai bì kịp. Nương Nương khiêm nhượng nói, võ nghệ thì nhờ cha luyện tập ít môn, còn chiến lược thì nhờ ông Minh Giám chỉ dùng chút đỉnh, nên nay phải đem sự học hỏi mà giúp bạn đồng chí vậy thôi, chứ đâu dám khoe tài năng thao lược. Nguyễn Lượng với Võ Nhàn nói Thượng Tướng Công và Trần Tham Mưu mất, mà có lưu lại một môn đệ để dìu dắt Đông Sơn, thì cũng đủ làm rõ ràng cho xứ sở. Cả thảy đều vui lòng và hăng hái thi hành huấn lệnh của Đỗ thủ lãnh. Cách ít ngày sau, những nghĩa binh Đông Sơn hồi trước cắt đi thủ biên trấn Nhà Bè, trốn về ba dòng từng tớp, xin cho nhập ngũ lại đặng báo thù cho Đỗ Tấn Công. Lại còn có các nghĩa sĩ chỗ khác mến danh Đông Sơn đến xin hiệp tác. Thành thử trong một tháng đầu, Nương Nương có sẵn dưới tay 800 binh vừa cũ vừa mới, đủ phân phát cho các tướng chỉ huy hoạt động mạnh mẽ. Nguyễn Lượng kiểm soát dùng Dũng Gù, Bến Lức, không thấy dạng địch quân mới đem binh lên tận Bà Hôm, Chợ Đệm mà thâu lương. Cũng không ai dám chống cự. Võ Nhàn coi tu bổ hệ thống phòng thủ, rồi thì cùng với Cao Liêm phân binh đi góp lương thực miệt Tiền Giang. Dưới quyền thủ lãnh của Đỗ Nương Nương mới nửa năm mà Đông Sơn đã chế trị cả vùng Phì Nhiêu trong gia định, lúa tiền dư giả, binh lực hùng hào, trận nhà Phan Trấn không đủ lương thực mà nuôi quân lính. Một bữa, Thiên Hà dò thám về báo tin ở Phan Yên quan quân đương bối rối vì thiếu lương. Trong thành có mấy ngàn mà không có tướng điều khiển đánh dẹp Đông Sơn cho các trấn tiện bề nạp lương. Vua sai Trương Hậu cầm binh thì người lấy cớ tuổi già mà từ chối. Đòi Lý Thiện thì Lý Thiện khai binh đi không được. Cách ít ngày, Nguyễn Lượng chở binh đi tuần theo sông Dũng Gù. Hay tin có lối một chục chiếc thuyền ở phía dầm cỏ đi vô, chiếc nào cũng chở đầy binh lính. Lượng sai một tên quân bơi xuồng về báo cho đồn Trấn Định hay và dặn phải báo luôn thuộc nhiêu với Cánh Én nữa. Vì Lượng chỉ có 100 binh cung nỏ, không thể ngăn cản nên phải đi bét vào rạch nhỏ ẩn núp, đợi đoàn thuyền giặc đi qua, rồi mới trở ra mà nơm theo sau. Võ Nhàn mắt đem binh đi tuần trong Tiền Giang,
Đỗ Nương Nương hay tin có thuyền giặc và dũng gù, chắc giặc muốn đánh Trấn Định, mới giao cho Háo Nghĩa giữ Thục Nhiêu. Nàng dắt 50 nghĩa binh với 100 nữ binh mang cung tên xuống Trấn Định phòng hờ để trợ chiến với Bạch Khuê. Kết quả Nương Nương vừa tới thì có tin giặc vào rạch Tân An, chắc sẽ qua Trấn Định. Nương Nương bàn tính với Bạch Khuê biểu để chừng 10 tinh quân trong đồn, bao nhiêu thì rút lại ra ngoài ẩn núp. Nương Nương cũng cho 50 nghĩa binh rút ngoài đồn, chở hết nữ binh qua mé rạch bên kia mà mai phục. Giặc tới ngang đồn thấy êm ru thì ghé thuyền vào mé và cất binh lên. Tướng giặc vào đồn chỉ có mấy binh quân le the, bèn xua binh vào đốt phá đồn. Chừng mấy trăm binh giặc vào sát cửa đồn rồi, thì hai bên có tiếng nổi lên, tiếng la ó, giặc kinh tâm chen lấn nhau mà thối lui. Hai bên tên bắn như mưa, giặc tán loạn, đụng đâu chạy đó. Tớp lọt xuống hầm sâu thì hết lên. Bên mé rạch, nữ binh cũng ó lên bắn qua, tướng giặc không biết chạy đường nào cho khỏi, mới nhảy xuống một chiếc thuyền với ít chục tên quân mà trở ra. Đỗ Nương Nương với Bạch Khuê đốc quân bắt hết binh giặc, chúng đưa tay chịu trói hết dám chống cự. Tướng giặc tưởng xuống thuyền rồi thoát nạn được, nào dè mới đi được một khúc sông thì bị binh Nguyễn Lượng chặn bắt trói hết mà đưa trở lại Trấn Định. Nguyễn Lượng thấy có Nương Nương lại hay thắng trận rất khỏe thì mừng rỡ khen ngợi Nương Nương mới xuất trận mà đã thành công dễ dàng. Bạch Khuê đếm tù binh thì được gần 800, trong số đó hơn 100 bị thương, có lẽ chạy tản lạc mà trốn chừng vài trăm. Đình Trụ ở Cánh Én nghe bên này có tiếng trống thì đem binh 100 người qua trợ chiến. Hay giặc đã đại bại thì mừng vô cùng. Nương Nương giao hết tù binh cho Bạch Khuê với Đinh Trụ sử dụng, rồi biểu cho ít cái ghế để dưới bóng cây dừa, đặng ngồi tra hỏi tướng giặc. Nương Nương mời ba tướng ngồi, và hỏi lúc còn ở Phan Yên có biết tướng giặc này hay không? Cả ba đều nói người lạ nên không biết. Nương Nương dạy tên quân dắt tướng giặc lại mà hỏi. Chú tên họ gì? Làm chức gì mà cầm binh? Bẩm, con tên Trương Tuấn, làm chức quản cơ. Chú gốc ở đâu? Bẩm, gốc ở Phan Rí ngoài Bình Thuận. Chú vô đây hồi nào? Có công trận gì mà làm quản cơ? Ai sai chú đem binh đánh đây? Chú khai thiệt hết cho ta nghe thử coi. Bẩm, con biết chút đỉnh võ nghệ. Con nghe trong này Nguyễn Dương đương cần nhân tài để cầm binh đánh giặc. Con tính vào đặng lập công danh. Cách 4 tháng trước con vào tới Phan Trấn. Thiệt quả nghe quan nguyên soái Trương Hậu đương tuyển mộ tướng để cầm binh. Ông Trương Hậu làm nguyên soái hay sao? Bẩm, phải. Ngài làm soái chấp trưởng cả binh quyền, con nghe ngài đồng tông với con mới vào ý kiến và xin đầu quân đặng lập công. Ngài hỏi võ nghệ của con rồi cho con làm cai đội. Cách mấy bữa trước ngài cho đòi con lên dinh mà nói có đặng cướp Đông Sơn ở Ba Dòng cứ đón đường đoạt lương của các trấn gửi về, bởi vậy trong thành không đủ lúa gạo cho lính ăn. Ngài hỏi con dám đem binh xuống dẹp đặng cướp đó hay không? Như chịu, ngài thăng con lên chức quản cơ và cấp cho 1.000 binh đi đánh dẹp đảng cướp Đông Sơn đặng lương khỏi bị cướp dọc đường nữa. Bây giờ chú đã thử sức với chúng tôi rồi. Chú nghĩ coi thái độ của chúng tôi có phải giống thái độ của một đảng cướp hay không? Bẩm, con ở ngoài mới vào, con không hiểu chi hết. Con nghe quan nguyên soái Trương Hậu nói với con như vậy nên con phải khai thiệt cho các quan nghe. Nguyên soái Trương Hậu của chú là thằng gian xảo. Nó nói dối đặng hại chú. Chúng tôi quy tụ nơi đây không phải để cướp giật mà phá rối. Thủ lãnh chúng tôi ngày trước là Đỗ Thanh Nhân, một đệ nhất anh hùng của đất nước Gia Định. Buồn thấy nước nhà nguy dân khổ, nên Đỗ thủ lãnh đem nghĩa binh ra dẹp loạn phò vua. Công lớn danh cao được vua phong đến chức ngoại hữu phụ chánh thượng tướng công. Anh em chúng tôi cả thảy đều được vua ban quyền tước. Trương Hậu và Hà Khâm chỉ giỏi nịnh hót bợ đỡ, chứ không có công cán gì. Chúng nó âm mưu sát hại thượng tướng công đặng chúng đoạt quyền chiếm vị. Anh em nghĩa binh chúng tôi tức giận trở về đây. Tôn Nương Nương đây là ái nữ của thượng tướng công làm thủ lãnh, đặng báo thù báo oán cho vị anh hùng vì nặng lòng với non nước nên mới bị bọn gian mưu hại. Trương Tuấn sụp quỳ xuống cúi đầu bái Đỗ Nương Nương vì tay bị trói không huy động được. Nguyễn Lượng nói tiếp, ấy vậy, chúng tôi lớn nhỏ đều là nhóm người đoàn kết đặng báo oán quyết phạt tội để điếu dân, chứ không phải tụ tập đặng cướp giật. Bọn Trương Hậu Hà Khâm không dám léo đến đây, mà sai tướng lãnh thì không ai chịu đi. Chúng nó thấy chú ở ngoài mới vào không hiểu tình hình mới gạt cho chú đến đây nạp mình đang chết. Càng nói, Nguyễn Lượng tức tối và giọng mỗi ngày mỗi lớn. Tôi phải cắt nghĩa cho chú hiểu rồi sẽ hành hình đặng chú biết tại ai mà chú chết. Trương Tuấn cúi đầu lại nữa, vừa lại vừa khóc. Đỗ Nương Nương bước tới, rút gươm cắt dây mỡ trói cho Trương Tuấn, biểu đứng dậy và nói, vì ngươi không hiểu,
Bị bọn gian gạt nên mới phạm đến địa phận của ta. Vậy mới lỡ lần đầu nên ta tha cho. Ngươi về phải nói với bọn Trương Hậu Hà Khâm, nếu chúng nó muốn dẹp nhóm Đông Sơn thì chúng nó phải đích thân đến đây, chứ đừng sai ai nữa. Nếu chúng nó không dám đến thì ta sẽ lên phá thành bắt hết chúng nó đem về khai đao nhà tế cha ta. Nàng nói vừa dứt lời liền đưa mũi gươm rạch hai đường trên gò má Trương Tuấn rồi nói tiếp: ta rạch mặt ngươi đặng gửi về cho Trương Hậu với Hà Khâm, ngươi phải trình cho bọn đó xem. Mà ta cũng có ý ghi dấu tích trên mặt ngươi, đặng nếu ngươi còn lên ở đây nữa thì ta biết mà trị tội. Đỗ Nương Nương dạy hai tên quân lấy xuồng đưa giùm Trương Tuấn lên chợ đệm rồi sẽ thả cho nó về, chứ thả tại đây nó không biết đường mà đi. Trương Tuấn cứu lại Nương Nương, lại luôn Nguyễn Lượng, Bạch Khuê với Đinh Trụ nữa, rồi mới theo hai tên quân xuống thuyền mà đi. Bắt thuyền giặc được 10 chiếc, Nương Nương dạy Bạch Khuê để tại Trấn Định 5 chiếc, sai người chèo 5 chiếc lên giao cho đồn Thục Nhiêu dùng. Nàng dặn Bạch Khuê với Đinh Trụ hỏi tù binh, nếu người nào chịu phục tùng thì cho làm lính, còn người nào xin cho về nhà thì bắt làm công ít ngày rồi thả. Nàng gom đoàn nữ binh với 50 nghĩa binh của Thục Nhiêu mà đem binh về. Nàng dạy Nguyễn Lượng dắt bổn bộ binh đi theo nàng lên Thục Nhiêu đặng nghị sự vì quan quân trên Phan Yên tán đỡm rồi, không dám léo xuống dùng bến lức dụng cụ nữa đâu mà phải tuần cho mệt binh sĩ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe qua tập 7 Đỗ Nương Nương báo quán của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.